Sáng ngày 15 tháng 3, tập đoàn tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Nam, giám đốc công ty Than Nam Mẫu TKV, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2024. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho Phó Tổng giám đốc Nguyễn Huy Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Ngô Hoàng Ngân, tin tưởng với trình độ, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, tinh thần nhiệt huyết, đồng chí Nguyễn Huy Nam sẽ tiếp tục phấn đấu, không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống kỷ luật và đồng tâm, xây dựng tập đoàn phát triển vững mạnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Huy Nam cảm ơn Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới. Đây là vinh dự nhưng cũng là trọng trách lớn. Đồng chí xin tiếp thu và cam kết thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Tập đoàn, cũng như luôn nêu cao tinh thần đoàn kết trong tập thể, năng động, sáng tạo và cống hiến hết khả năng của mình để cùng với Tập đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao.